Xin chào tất cả các bạn, cô là Miss Tạ Hòa đến từ hệ thống Anh ngữ Miss Hoa. Ngày hôm nay cô rất vui mừng được giới thiệu với các bạn một khóa học có tên gọi Ngữ pháp trọng điểm trong bài thi TOEIC. Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức ngữ pháp quan trọng nhất, nền tảng nhất mà các bạn cần nắm được để có thể chinh phục bài thi TOEIC của chúng ta. Và đặc biệt khóa học này vô cùng là quan trọng và cần thiết đối với những bạn mới bắt đầu tìm hiểu bài thi TOEIC. Vậy khóa học này cung cấp cho chúng ta những cái gì? Hãy cùng cô đi tìm hiểu nhé. Ok, đầu tiên bài học này của cô sẽ gồm 9 chủ điểm ngữ pháp quan trọng nhất sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC. Chủ điểm đầu tiên đó sẽ là chủ điểm về sentence structure, tức là chủ điểm cấu trúc câu. Bài tập này cô cho lên bài đầu tiên luôn bởi vì đây là một bài vô cùng là nòng cốt và căn bản, bởi vì tiếng Anh và tiếng Việt của chúng ta rất là khác nhau. Và khi bài thi TOEIC của chúng ta thì có rất là nhiều từ mới và các bạn không biết nghĩa. Tuy nhiên nếu các bạn nắm được những cấu trúc câu cơ bản mà đề thi TOEIC hay sử dụng thì các bạn hoàn toàn có thể chinh phục được rất nhiều câu hỏi mà thậm chí không cần biết đến nghĩa của từ. Ok chưa nào? Chủ điểm số 2 mà cô giới thiệu đó chính là chủ điểm tenses, tức là chủ điểm về thì. Vậy thì cô nghĩ rằng là thì là chủ điểm các bạn đã quen rất là nhiều rồi, chúng ta đã học từ cấp 2, cấp 3. Tuy nhiên thì luôn luôn là một cái vật cản và các bạn luôn sợ hãi khi đối mặt. Tuy nhiên đến với khóa học này, các bạn sẽ thấy được rằng là thì trong TOEIC không hề khó như chúng ta tưởng. Và cô sẽ cung cấp cho các bạn những cách, những cái mẹo để các bạn có thể nắm chắc được những thì mà TOEIC người ta test. Ok, chủ điểm thứ 3 vô cùng quan trọng, đó là chủ điểm về chủ động, bị động, hay cô có trong tiếng Anh như sau, đó là active and passive. Tương tự như chủ điểm thì chủ điểm chủ động, bị động trong bài thi TOEIC cũng có những đặc trưng nhất định mà nếu không học TOEIC thì có thể chúng ta sẽ không thể nắm được. Vậy đây cũng là một chủ điểm rất hay mà cô sẽ giới thiệu đến các bạn trong khóa học này nhé. Chủ điểm thứ tư của chúng ta có tên gọi là adverb and adjective, tức là trạng từ và tính từ. Đây là hai loại từ vô cùng là quan trọng và cơ bản nếu bạn muốn đi thi TOEIC. Và các bạn có thể thấy này, đây là tại sao cô lại đưa hai loại từ này vào cùng một bài học, bởi vì đây là hai cái chủ điểm ngữ pháp mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong các phần của bài thi TOEIC. Và chúng ta sẽ học nó tổng thể luôn và tìm ra những cái mẹo, những cái bẫy, những cái thói quen để có thể ăn chắc được những câu liên quan đến hai chủ điểm này nhé. Tiếp theo cô còn hai loại từ nữa mà các bạn cũng sẽ phải đối mặt trong đề thi TOEIC của chúng ta. Đó chính là chủ điểm về pronoun, đại từ, hay là noun là danh từ. Vậy ba bài học này của chúng ta là ba bài học nòng cốt để các bạn có thể nắm được những cái loại từ trong tiếng Anh và cách chinh phục những câu hỏi liên quan đến loại từ này trong phần thi Part 5 and Part 6 của đề thi TOEIC các bạn nhé. Tiếp theo, chủ đề mà cô muốn giới thiệu với các bạn chính là chủ điểm về conjunction, tức là liên từ trong tiếng Anh. Đây cũng là một chủ điểm vô cùng đặc trưng và các bạn sẽ gặp cực kỳ nhiều trong phần thi Part 5 and Part 6, được chưa nào? Rồi, và chủ điểm ngữ pháp cuối cùng vô cùng quen thuộc và cũng không kém phần khó khăn, đó là chủ đề relative clause, mệnh đề quan hệ. Vậy thì hai chủ điểm khó khăn này có trở nên dễ dàng với các bạn không? Thì các bạn hãy cùng đón xem cho cô những cái video mà cô sẽ giới thiệu trong khóa học này nhé. Ngoài ra, để các bạn có thể tổng hợp lại và làm quen được với những cái chủ điểm ngữ pháp này trong bài thi, cô sẽ còn một bài cuối cùng, đó là bài Unit 9 về Grammar Questions, là những câu hỏi ngữ pháp. Trong bài tập này, cô sẽ đưa ra những cái câu hỏi trong đề thi Part 5 mà nó liên quan đến tất cả những chủ điểm ngữ pháp cô đã giới thiệu cho các bạn bên trên để các bạn có thể tăng được kỹ năng làm bài. Đó, và đây chính là 9 chủ điểm quan trọng và trọng tâm nhất. Ok, thế nào mà các bạn sẽ được đón nhận trong khóa học này. Điểm đặc biệt của khóa học này là gì? Đó là khóa học này cô sẽ chỉ tập trung đưa ra cho các bạn những chủ điểm ngữ pháp mà đề thi TOEIC test, chứ không phải tất cả những kiến thức ngữ pháp mà tiếng Anh có. Vậy nên các bạn khi mà học theo những chủ điểm ngữ pháp này và học theo những cái tip, cái mẹo mà cô đưa ra thì các bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức, cũng như có thể tăng kỹ năng làm bài một cách nhanh hơn mà không phải đau đầu nhớ những kiến thức ngữ pháp mà chúng ta đã học từ ngày xưa. Đó, và đây là một cái khóa học mà cô vô cùng là tâm huyết và tự hào. Vì vậy, cô rất mong các bạn sẽ đón chờ những video trong khóa học này của cô nhé. Vậy thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video bài giảng tiếp theo. Anh ngữ Miss Hoa, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.